Con biết bây giờ mẹ cho tin con khi thấy mai đào nở đây trên nương. Úi dùi này đấy, chiếu tức đi. Nay em bay đầy trước ngõ mà tín con vẫn xa ngàn xa. Đi lâu nhà đi cha. Ê, trả nợ cho tụi tao. Phố thế trên đường xôn xao đông vui, nghe sập sinh xuân sang tự nhiên chân thấy rung. Người chen mua vé xe về nơi quê hương xa, mới biết là đã sắp đến Tết, không thể tin nói luôn. Việc lo chưa hết, tiền còn chưa đến mà tự nhiên cái Tết. Làm như trong trống mà cả năm có mấy đồng. Trời ơi tin được ha. Người ta đi mua sắm, người ta tay trong tay nắm. Con ở đây ngày đêm đi cày, người ta khoe như Tết, người ta đang mong đến Tết. Mình thì sợ muốn chết, trời ơi là trời. Người mua hoa mua pháo về quê kịp ngày ông táo, mình còn chẳng dám hứa về nhà đón giao thừa. Người ta làm không giống một năm là dư sống, mình thì nợ một đống, trời ơi không tên được. Cái quần vào đầu năm, tuột cái quần đã đến Tết. Ưỡn cái ngực con ra sắm, mà ơi con không thích Tết. Tết đã làm mẹ mệt, Tết nó làm ba say. Tết là ngày đoàn tụ mà sao phương xa mắt con nó hơi cay. Người lo mua hoa cắp để cho kịp ngày Tết đến thăm. Còn người lo đi coi bói để cho kịp ngày cưới sang năm. Nhiều người đang mong nóng mong nhanh về ngày Tết đi chơi. Nhưng còn nhiều người nở một đống giá cũng đang tìm đường trốn như tôi. Vô duyên thiệt á chứ. Tao thấy mày cứ nợ nần thế này không ổn đâu. Hay là qua làm shipper với tao? Vậy là có phần 2 hả? Kiếm nhà tài trợ đi. Đầu năm, tụt cái quần đã đến Tết. Ưỡn cái ngực con ra sắm, mà ơi con không